quý vị có người hỏi rằng tại sao các linh mục thời nay lại không được lập gia đình trong khi đó nhìn lại lịch sử thì linh mục lại được lập gia đình bằng chứng là có tất cả 39 vị giáo hoàng đã lập gia đình theo dòng lịch sử của giáo hội như vậy câu hỏi được đặt ra đó là vì sao linh mục không nên lập gia đình trong vườn địa đàng khi thiên chúa thấy Adam cô đơn thì ngài nói Adam ở một mình thì không tốt ta sẽ cho nó một người trợ giúp tương xứng với nó và chúa đã làm ra Eva rút từ cạnh sườn của Adam Dẫn đến cho ông Thấy nàng ông vui quá reo lên a à, đây là xương thịt của tôi Trích sáng thế chương 2 câu 18 đến câu 23 Ở đây ta chỉ nói tới là tại sao linh mục công giáo lại không có vợ Trước hết ta cần nhớ linh mục công giáo là Antaristus Mà Chúa Kitô đã không lấy vợ Vậy linh mục công giáo cũng theo gương Chúa là không lấy vợ Giáo hội công giáo là giáo hội của Chúa Kitô Đức giáo hoàng là đại diện Chúa Kitô phải cai quản giáo hội theo lệnh, theo ý Chúa Kitô. Chúa Kitô là linh mục thượng phẩm đã nói trước: Ai muốn theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Trích Matthew chương 16 câu 24. Có những người không kết hôn vì nước trời. Trích Matthew chương 19 câu 12. Thánh Phaolô cũng quả quyết chặt chẽ với quyết định trên: Tôi muốn anh chị em không phải bận tâm lo lắng điều gì. Đàn ông không có vợ thì chuyên lo việc Chúa họ tìm cách làm đẹp lòng người Còn người có vợ thì lo lắng việc đời, họ tìm cách làm đẹp lòng vợ Thế là lòng họ bị chia đôi Trích thư thứ nhất gửi tín hiệu Corinto chương 7 từ câu 32 đến câu 34 Còn đối với giáo lý hội thánh công giáo số 1579 viết rằng Trong giáo hội Latin, trừ các phó tế vĩnh viễn Mọi thừa tác viên có chức thánh thường được tuyển chọn từ những người nam sống độc thân và có ý giữ độc thân vì nước trời được mời gọi tận hiến cho Chúa để lo việc của người. Các ngài hiến thân trọn vẹn cho Thiên Chúa và con người. Đời sống độc thân là dấu chỉ của sự sống mới mà các thừa tác viên của hội thánh được thánh hiến để phục vụ. Nếu hân hoan đón nhận đời sống độc thân này, các ngài sẽ loan báo nước trời hữu hiệu hơn. Thực chất là trong thời kỳ đầu lịch sử giáo hội thì Linh Mục được lập gia đình. Trong thư Thánh Phaolô gửi Timothée có lời nói tới một đời vợ Vậy giám quản phải là người không ai chê trách được Chỉ có một đời vợ Vì ai không biết điều khiển gia đình mình Thì làm sao có thể lo cho hội thánh của Thiên Chúa được Trích thứ thứ nhất gửi Timothy chương 3 từ câu 2 đến câu 8 Nhưng Ngài cũng nhấn mạnh rằng Với những người độc thân và quả phụ Tôi nói thế này Họ cứ ở vậy như tôi thì tốt cho họ Trích thứ thứ nhất gửi tín hiếu Corinto chương 7 câu 8 như vậy là các linh mục được lập gia đình hay là không lập gia đình là do luật của giáo hội có phải không? Đúng như vậy, nhưng giáo hội lập luật theo gương sáng và ý muốn của Chúa Kitô đấng sáng lập. Có nhiều quyết định của công đồng trong quá khứ, nhưng ở đây xin nhắc lại quyết định của công đồng Vatican II. Số 16 của sắc lệnh về chức vụ và đời sống linh mục đã tái xác định và nói thêm rằng Bậc độc thân có rất nhiều thuận tiện cho chức linh mục các linh mục được thánh hiến cho Chúa Kitô với một lý do mới mẻ và tuyệt hảo được kết hợp cách dễ dàng với người bằng một trái tim không chia sẻ, tận hiến cách tự do hơn trong người và nhờ người để phục vụ Thiên Chúa và loài người, sẵn sàng hơn trong việc phục vụ nước trời và việc tái sinh siêu nhiên. Thánh công đồng này phê chuẩn và xác định luật độc thân này một lần nữa đối với những ai muốn chịu chức linh mục. Chúa cha rộng tay ban phát ơn này miễn là những người tham dự chiếc linh mục của Chúa Kitô coi bí tích truyền chức khẩn khoản này xin. Chiếc linh mục là lời mời gọi trang trọng của Đức Kitô làm cánh tay nối dài của người, giúp nhân loại ăn năn sám hối hầu được cứu độ. Nếu các linh mục được pháp lập gia đình thì sư vụ thánh này sẽ trở nên tầm thường và hiển nhiên gia đình sẽ ảnh hưởng đến sư vụ của họ. Và hãy tưởng tượng là khi một linh mục phải bận tâm đến tài chính, nuôi sống gia đình, điều này ảnh hưởng đến đức khó nghèo của linh mục. Bạn hãy tưởng tượng linh mục phải nghe cuộc gọi đi sức giàu cho người bệnh lúc nửa đêm. Làm thế nào họ có thể rời vòng tay ấm áp của người phụ nữ đang bao bọc bên cạnh đây? Bạn hãy tưởng tượng việc chuyển xứ các ngài sẽ đem theo cả gia đình đi theo thế nào đây? Một linh mục không có đất đai, không có tài sản nhà cửa. Ngài giống như là một người đi du lịch, một người loan báo tin mừng đi hết nơi này đến nơi khác. Ngoài ra sứ vụ cũng như là chức linh mục của Ngài không giống như là một người chồng hay là người cha có thể đáp ứng mọi nhu cầu trong gia đình chẳng hạn những đứa trẻ sẽ không thể lúc nào cũng đăng ký học trong những trường mới sau nữa hãy tưởng tượng là nếu linh mục lập gia đình ngài sinh sống trong một giáo sứ thời dài thời gian điều này ảnh hưởng đến sư vụ của ngài như thế nào mọi người không biết sự mệt mỏi của một linh mục đặc biệt là khi ngài luôn phải bận tâm đến sự linh thánh của chức linh mục và những mối lo âu cơm áo gạo tiền cho gia đình hơn nữa họ được mời gọi để từ bỏ cha mẹ nhà cửa vợ con vì Đức Kitô họ sẽ được hưởng sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp. Trích Matthew chương 19 câu 29. Quả vậy có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ họ đã không có khả năng. Có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn. Lại có những người tự ý không kết hôn vì nước trời. Ai hiểu được thì hiểu. Trích Matthew chương 19 câu 12. Các linh mục ý thức rõ ràng nếu muốn tiến tới chức thánh họ không được phép kết hôn và điều này không hề dở. Cuối cùng họ được mời gọi để trở nên giống Chúa Kitô, một Đức Kitô khác Antaristus và để hành động trong con người của Đức Kitô. Trong ngôi vị của Đức Kitô là đầu, như vậy, tự do lương tâm đòi buộc họ mô phỏng theo những bước chân của thầy mình mà các tông đồ và những linh mục thời Kitô hữu sơ khai đã thực hiện nên giống thầy Giêsu. Đối với khiếc cạnh thần học nhìn vào vấn đề này là các linh mục không phải là những biểu tượng tiêu cực, họ không hề bị ngăn cấm, nhưng hoàn toàn tự do. Họ sẵn lòng hy sinh cho tha nhân vì Đức Kitô. Do vậy, việc sống độc thân của họ không phải là một thiếu thốn, nhưng thực sự là một cuộc hôn nhân cùng Đức Kitô. Các linh mục đang thực hiện cuộc sống tương lai ngay ở hiện tại trước mắt chúng ta về cuộc sống trọn vẹn khi vương quốc của Thiên Chúa đến. Chúng ta biết rằng nhờ qua họ, Thiên Chúa nuôi dưỡng và lãnh đạo giáo hội của người. Điều này không đơn giản chỉ là một lời mời gọi từ bỏ lập gia đình, nhưng thực sự đã bao gồm tất cả. Chức linh mục luôn là một thách đố, một tình yêu đích thực và một sự tự hiến quả cảm. Chỉ khi con người coi chức linh mục theo lối nhìn trần tục, thì điều cao cả này mới là sự chạy trốn khỏi trách nhiệm hôn nhân và từ chối tình yêu. Nhưng làm thế nào mà một người có thể sống chức linh mục nếu ngài không phải là một người có tình yêu và dâng hiến? Linh mục là một đức Kitô khác nhờ ngài mà các bí tích sống động. Linh mục là biểu tượng của đức Kitô, biểu tượng của tất cả các bí tích. Đây là một quà tặng của tình yêu và một biểu tượng của tương lai. Chức linh mục không dành cho người ích kỷ và ngại hy sinh. Chức thánh cao trọng này chỉ dành cho những con người can đảm, người có đức tin, niềm hy vọng và có một tình yêu đức Kitô mãnh liệt. Thật ra là có một số linh mục Công giáo được phép cưới vợ. Chúng ta thường quên rằng ở phương Tây có nhiều giáo hội Công giáo theo nghi thức Đông phương, nghĩa là những giáo hội Đông phương hiệp thông hoàn toàn với Đức Giáo Hoàng, có nhiều linh mục có vợ. Những vị này là những linh mục công giáo không thua kém gì so với những linh mục độc thân theo nghi thức Roma. Hơn nữa, trong một số trường hợp, những linh mục thuộc những nhánh khác, ví dụ như là anh giáo đã lập gia đình thì khi trở lại công giáo có thể được truyền chức như những linh mục có vợ theo nghi thức Roma. Do đó, đó, độc thân không thiết yếu để chức linh mục thành sự. Đây chỉ là kỷ luật đã được đề cao ở giáo hội Tây phương nhằm theo sát hơn mẫu gương của Chúa Giêsu. Chúa Kitô đã không kết hôn với một người phụ nữ riêng biệt nào, bởi vì Ngài đã đến để kết hôn với toàn thể nhân loại. Giáo hội là hiền thê mãi mãi của Ngài. Các linh mục được phong chức trở thành bí tích dấu chỉ của Chúa Giêsu. Họ làm cho tình yêu của Đức Phu Quân Thiên Giới tác động cách hiệu quả nơi giáo hội, đặc biệt là qua hy lễ thánh thể. Hành động với tư cách là Chúa Kitô, các linh mục cũng kết hôn với giáo hội. Biểu trưng quan trọng này sẽ thể hiện tốt hơn khi linh mục cũng không kết hôn với một người phụ nữ riêng biệt nào. Như Thánh Phaolô đã nói, người sống độc thân không bị chi phối trong việc phục vụ của họ, nhưng họ có thể dâng hiến trọn vẹn bản thân để phục vụ cho giáo hội. Trích thứ thứ nhất gửi tín hữu Corinto chương 7 câu 32 đến câu 34. Thế thì nghĩ rằng cách nào đó thật không may khi chúng ta định nghĩa đời sống độc thân bằng một từ mà chỉ nhắm đến điều được từ bỏ hơn là bằng những từ ngữ biểu lộ điều mà nó ấp ủ sẽ tránh được nhiều lầm lẫn nếu chúng ta diễn tả ơn gọi độc thân như là hôn nhân thuộc về nước trời. chẳng hạn, đây chính là hôn nhân mà các linh mục và những người thánh hiến trong bậc độc thân tham dự vào. đó chúng ta vẫn nghe thấy rằng chắc là Chúa không chọn thầy. đó là câu nói của một người theo đạo không giáo với một thầy đại trưởng viện đã xuất tu. câu nói này giúp mỗi cư tu hữu, đặc biệt là các linh mục nhìn lại căn tính thực sự của ơn gọi linh mục. thầy không chọn Chúa hay là Chúa không chọn thầy. Đây mới là vấn đề cốt lõi để chúng ta khám phá ra ơn gọi huyền nhiệm của đời linh mục. Đó là một ơn gọi đi theo Chúa cho đến cuối cuộc đời, phục vụ Chúa cho đến cùng. Cho dẫu phải chấp nhận nhiều thánh giá, chấp nhận nhiều sóng gió và thử thách trong cuộc đời. Vâng, ơn gọi linh mục được khởi từ sáng kiến tình yêu của Thiên Chúa. Sáng kiến này là tiếng gọi là kế hoạch riêng tư và độc đáo mà Thiên Chúa dành cho con người. Tình yêu ấy là một tình yêu nhưng không, nghĩa là Thiên Chúa hoàn toàn cho đi một cách vô điều kiện và nhất là thiên Chúa luôn tôn trọng sự tự do đáp trả của con người. Vì thế thiên Chúa luôn gọi và luôn sẵn sàng chọn con người nếu con người biết đáp trả một cách khiêm tốn quảng đại đối với tiếng gọi huyền nhiệm của thiên Chúa. Như vậy ơn gọi là có hai chiều. Ơn gọi linh mục đòi hỏi con người phải xác định cho mình một động lực, đó chính là động lực của tình yêu đó là một tình yêu tin tưởng tuyệt đối và thiên chúa và đó còn là một tình yêu dẫn thân phục vụ tất cả mọi người là những người túng quẫn nghèo khổ và tội lỗi giữa lòng thế giới hôm nay nếu không có động lực của tình yêu thì đời linh mục sẽ cảm thấy nhàm chán và không thực sự hạnh phúc và đương sự sẽ tìm kiếm một điều gì đó để thay thế như vật chất danh vọng nếu không có động lực của tình yêu thì người linh mục sẽ kéo lê đời mình và biết bao nỗi bất an chán nản vì vậy người chúng sinh cần tự hỏi lòng mình và trả lời cho chính mình Tôi đi tu, tôi làm linh mục để làm gì? Thế giới hôm nay đang khủng hoảng trầm trọng gọi linh mục Đặc biệt là ở các xã hội phương Tây Những xã hội phát triển về kinh tế Những xã hội giàu có Thế giới hôm nay đang cần đến những linh mục nhiệt tâm Dẫn thân phục vụ hết mình cho Chúa Cho giáo hội và cho tất cả mọi người Sở dĩ như thế là bởi vì linh mục là một Đức Kitô khác Chứ không phải là khác Đức Kitô cho nên người ta sẽ nhận ra Chúa nơi cuộc sống thánh thiện, yêu thương và dẫn thân của người linh mục giữa cuộc sống thường ngày. Thế giới này sẽ thật nhàm chán nếu không có sự hiện diện của người linh mục. Thế giới này sẽ ngập chìm trong bóng đêm của tội lỗi nếu không có sự hiện diện của người linh mục. Bởi lẽ đó là một thế giới không có sự hiện diện của Thiên Chúa là cùng đích cho vận mệnh của cuộc sống con người. Kính thưa quý vị, điều này chia sẻ dựa trên cái quan điểm nhìn ơn gọi linh mục đối với những vị linh mục sống đúng với ơn gọi của mình và luôn nỗ lực để thăng tiến bản thân cho đúng với ơn gọi